Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta nhé. Tin vui các bạn ơi. Có một thông tin rất vui để mà xả một cái lượng lớn nick ác VIP. Và mình ở shop mason.vn có một cái chương trình giảm giá để xả khoảng tầm 10.000 nick rất là VIP các bạn nhé. Cho nên các bạn nào muốn vào thì các bạn có thể vào này. Thứ 1, thứ 1, thứ 2, thứ 3 các bạn nhé. Nick Liên Quân Ganena thông tin đẳng này. Các bạn sẽ nhấp vào đấy thì các bạn sẽ được giảm giá 20%. Auto mỗi nick sẽ được giảm giá 20% và 40% với tất cả các bạn mua ATM nhé. Chẳng hạn những cái nick mà bình thường nhé, những cái nick này, những cái nick bình thường là 1 triệu thì chỉ còn khoảng tầm 700.000 đấy, 20% này, 20% thẻ và thêm 10% là tầm 30% nhé. Qua ATM thì các bạn chỉ còn 700.000 là thôi mỗi nick, cho nên là các bạn sẽ được giảm giá 30% khi mua thẻ ATM, 20% khi các bạn mua có thể. Thì đây là cái chương trình giảm giá cực kỳ lớn ở trong cái năm nay, cho nên các bạn hãy cân nhắc nhé. Được rồi, mình sẽ thử vào cái nick tầm 400.000 được giảm giá. Thì rank kim cương này, tướng 35 này, trang phục 33 và bảng ngọc 75 này, mình sẽ có gì? Đá quỷ có 2 viên này, 35 tướng 33 skin này, 400.000. Thì các bạn sở hữu được một cái nick này thì quá ok rồi. Còn 31.000 vàng các bạn nhé. Cho nên các bạn ơi, mài dỗ, chương trình giảm giá nó chỉ còn vài ngày thôi, mình xả hết nick. Cho nên các bạn nào có nhu cầu mua nick trực tiếp, các bạn gọi qua hotline nhé, 0345 nhé, 388-388 các bạn nhé. Rồi ok, và xin mời các bạn hãy xem một clip siêu phẩm ạ. Cảm ơn các bạn nhiều. Welcome to Arena of Valor. Get ready, minions will be deployed in 5 seconds. Mình để cập nhật các bạn. The light will show me the way. Có 1.5 giây. Ui, mày lấu về ấy. Giao hung trì, toàn góc VN. Chú bắn được 3 phát rồi chú hăng còn chưa một tên. Rồi. Chú đi sang cả bên kế búa, nó sẽ bắn được cả một tên. Có bản nhánh đấy á, con như con nhánh cái con cafe ní rồi. Nó solo kill thắng cafe ní một chú. Nếu mà để hai bên bắn nhau cafe ní. The light. Đặng Thanh Nam, TP sao 768 vậy? Na đang ở trên này nha chú ơi. Bắn được chú ơi. Bắn được cái má. Khiếp ạ. Chú lá vô sẩy hết cờ sẩy rồi đấy. Không có gì để mà sẩy hơn mà tím anh chết sớm quá cái pha đấy. Đem mình cháu đi kề theo thằng Na với thằng ấy lỗ chết sai mà ông Ali với cả ông Quốc không thành. Tư lên nó vào tuổi trẻ kìa. Hà cầu, Minh Nguyện làm trận. Dính! Dính con mũi rồi chú ơi. Ôi đây bằng nhánh thôi mà. Ôi đây bằng ghế đi bác. The light will show me the way. Con đã chiếu hồi lâu bác. Vũ Xuân Nguyên. Ha ha, máu mặt quá. Oh.
đỏ, bùa đỏ rồi. Bắn con này có nghiện đâu chú. Sao đánh quá chất, chủ đánh quá chất cái pha này luôn nè. Cái pha này chủ nè được cái kiểu của con tu lên ấy. Cắn mấy này, nè chưa ba luôn, chủ đánh mày như vậy cháu ạ. Ê chủ nè, chủ biết chiêu hát là nè được cái đất chủ là chủ chơi là luôn. Bắn quá phê luôn, quá phê. Sướng thật ấy. Bắn phê thật. Ôi Lao chơi lần đầu tiên trong đời của Lao luôn á. Má thì cái đánh tắm sao nó phải dễ đó các bạn. Bật thế, bật con này thế thật. Chỉ cần lết là có đôi mày mạnh hơn nữa. Tu lên con lá bí nó mạnh thật đó. Your tower has been destroyed. 1.5 giây nữa. Lá bí con sở tu lên luôn. All me. Hôm nay lên đô giống luôn cà phê. Bắn cách nào này? Ability 1 is ready. An enemy has been defeated. Kiểu loan, đặc biệt. Ôi, còn tất nhiên nữa nha. Ê, con này là xảy, thằng Nam đời thế rồi đấy. Con này phải giữ chiêu 2 các bạn nhé. Con này giữ chiêu 2 nhé. Con này ta giữ chiêu 2 cho dung hợp lý, ta cấm được rất là nhiều. Mai mới đủ tiền mua, lao chết là đồng tiền đấy. Chúc mừng, bằng cho ba tiêu thủ bắt nào. Rồi ra thùng đam rồi. Onslaught.
Tú Lai không dày kiên cường là đi uống cà phê xong chưa hết choáng. An enemy has been defeated. An enemy. Hôm nay phải lấy sinh giáp. Con này nó phải lên trên giáp các bạn ạ. Bắn thủ máy kia, bắn chưa bao bất nào ạ. Ơ chú bắn thế mà là giỏi mà. Lần đầu tiên chơi ít đất chậu bắn chúng được 2 đứa mà tí. Từ đầu game giờ chú chưa bắn chúng được ai là chú giỏi mà. Tiếp chứa bản chủ một phát nào này. Dịch này, dịch này. Rồi. Tiếp và bản mất sao này rồi. Bản chữ 3 mất sao này rồi. Dài toàn nhánh về ta. Số chữ 3 nó dài toàn nhánh mình nhờ. Trời ơi, con này đánh cũng đánh sờ tướng ná luôn. Wow, cha 4 thằng kia. Dinh hụt, bắn càng xa càng lâu anh ạ. Thì cả sáng là lâu nhưng mà bắn cả sáng thì mình đánh được chơi. Muốn một bắn gân thì mới nhảy ấy. Các bạn thân yêu ơi, giúp like và nút follow fanpage nha. Văn Nguyễn, trên mặt người. Này, toảng 130 km/h này. Dính, thằng ná, kia. À. Tạp chán. Chứ ba giờ mới con ạ, giờ con á xe lên miếng đồ đúng các bạn ấy. Cũng đang đánh sườn thật đấy.